Trung tâm điện tử Tám Hoa xin trân trọng kính chào toàn thể các anh em trên khắp mọi miền. Trước mặt toàn thể các anh em, đây là một cấu hình karaoke, chọn bộ âm thanh karaoke chất lượng của anh Toàn, anh ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Anh yêu cầu Trung tâm điện tử Tám Hoa phối ghép và test lên cho anh chọn bộ âm thanh karaoke chất lượng, gồm có 5 sản phẩm mà điện tử Tám Hoa hôm nay sẽ làm một clip để gửi đến anh Toàn và cùng toàn thể các anh em yêu âm nhạc và đam mê ca hát trên khắp mọi miền Tổ quốc. Vâng, đây là đầu tiên thì điện tử Tám Hoa xin giới thiệu là đây là một chiếc đẩy công suất mà anh Toàn đã lựa chọn. Có một chiếc đẩy Martin LA500. Chiếc đẩy công suất chạy 20 sò. Rất khỏe. Với chiếc đẩy công suất này thì nó cho tiếng bass chắc, uy lực và rất khỏe. Tiếng nhạc của những với những chất nhạc mà được chiếc đẩy công suất này nó khuếch đại lên loa rất là khỏe. Đây là một chiếc đẩy Martin của Anh Quốc, đây là chiếc đẩy bãi xịn đến từ xứ sở sương mù Anh Quốc. Đây là một dòng đẩy công suất rất nổi tiếng và chạy rất là ổn định với dòng đẩy LA500 này. Và thứ hai là một chiếc lọc Equi DBX có mã số là 231. Đây là một dòng lọc cũng rất là chất lượng và được rất nhiều anh em tin dùng trên toàn quốc. Trong một bộ cấu hình karaoke, một bộ dàn karaoke thì chiếc lọc DBX này điện tử Tám Hoa cũng xin giới thiệu đến toàn thể các anh em là chiếc chức năng. Với chức năng và nhiệm vụ của chiếc lọc DBX này, nó có nhiệm vụ xử lý đàn nhạc, dòng lọc và DBX rất là chất lượng và cực kỳ nổi tiếng với những dòng lọc DBX 213 này. Và thứ ba là anh đã chọn một chiếc vang Gutin. Đây là một dòng vang Gutin có mã số là KM5FX. Đây là một dòng vang cực kỳ nổi tiếng, có hệ thống chống rú rít của Micro. Và chiếc vang trong một bộ dàn karaoke thì chiếc vang Gutin này nó có nhiệm vụ xử lý lời, nó có nhiệm vụ và chức năng xử lý lời trong một bộ dàn karaoke. Với một chiếc vang Gutin này thì nó xử lý lời và tái tạo âm thanh rất là hay. Với những dòng vang Gutin bán cơ rất là chất lượng với dòng vang Gutin này, điện tử Tám Hoa đánh giá rất cao những dòng vang Gutin, ví dụ như những dòng vang Gutin và B3 cộng và VA. Với những dòng vang như vậy là cực kỳ chất lượng, đem đến cho những người hát karaoke những tiếng, những lời hát truyền cảm và mượt mà với những dòng vang Gutin này. Và thứ tư là anh đã chọn một cặp loa BMB. Đây là một cặp loa BMB chạy một loa bass 25 và hai loa chép có mã số là CS450C. Đây là một dòng loa hàng bãi xịn zin nguyên của người Nhật. BMB, nhắc đến BMB thì hôm nay điện tử Tám Hoa cũng không phải nói nhiều về cái chất âm của những dòng loa BMB 450C này, rất là chất lượng, tiếng bass rất là chắc, sâu, uy lực, tiếng chép bén và rất sáng tiếng với dòng BMB 450C hàng bãi xịn của người Nhật. Và cuối cùng là anh chọn thêm cho mình
và cho một cấu hình karaoke. Anh lấy thêm một cặp loa hỗ trợ lời. Vâng. JBL L3. Vâng, anh chọn anh đã lấy thêm một cặp loa lời. Vâng, yêu cầu trung tâm điện tử đóng hoa test lên cho anh cùng một cặp loa lời như thế này mà điện tử đóng hoa cũng đang đấu ghép. Vâng, đây điện tử đóng hoa cũng đang đấu ghép với một cặp loa lời với cùng một cặp BMW 450C hàng bãi xịn. Vâng, các anh em đấu thẳng vào đẩy công suất với một cặp loa hỗ trợ lời này. Vâng, với anh đã chọn một cấu hình karaoke và hai cặp loa, một cặp loa BMB và một cặp loa hỗ trợ lời, thì với một chọn bộ âm thanh karaoke này thì lời rất chi là sáng, bằng lời cực kỳ hay luôn, cực kỳ chất lượng với cấu hình karaoke này. Và bây giờ cũng là khoảng vào đầu giờ chiều thì điện tử đóng hoa cũng test kỹ lên cho anh Toàn. Vâng, và sáng ngày mai trung tâm điện tử đóng hoa đã sẽ đóng gói và gửi cho anh. Rất hay, bộ âm thanh karaoke của anh Toàn rất là chất, cực kỳ chất lượng luôn. Vâng, và điện tử đóng hoa cũng test lên kỹ cho anh. Vâng, từng sản phẩm mà điện tử đóng hoa cũng đã thẩm âm với cấu hình karaoke này, cực kỳ chất lượng, lời rất sáng lời, cực kỳ luôn. Và toàn thể anh em cùng thẩm âm, anh em nào có tai phone xin hãy gắn tai phone để thẩm âm một cấu hình karaoke và một cặp loa BMB 450C hàng bãi xịn còn zin nguyên, và thêm tiếp sau đó thêm là anh đã yêu cầu trung tâm điện tử đóng hoa test phối ghép thêm một cặp loa hỗ trợ lời JBL L3. Vâng, và toàn thể các anh em yêu âm nhạc và đam mê ca hát trên khắp mọi miền tổ quốc có nhu cầu một cấu hình karaoke chất lượng, chọn bộ âm thanh karaoke đẳng cấp, xin hãy liên hệ cho điện tử đóng hoa theo số máy 0918 249 265 và 0974637646. Điện tử đóng hoa giao hàng toàn quốc. Trung tâm điện tử đóng hoa ở Thị Tứ Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Vâng, và toàn thể anh em cùng thẩm âm một đoạn nhạc không lầm. Vâng, xin mời. Thank you.
rót cho ta trăm nghìn chung rượu đông. Đừng một nơi nào mai mỉa cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn ngốc, cho mang mang, cho mang mang đến tuần đỉnh sầu. Này này cuốn đi em từng chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa thương. Rót nửa đi em rót đầy ly cạn, say dùng ta, say dùng ta như từ thuở bao giờ. Em cứ nên ngồi đi, xin đừng run và đừng sợ, bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ. Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú trong âm vang, trong âm vang vang dậy sông sông hồ. Rót nửa đêm rồi mãi về xứ lạ, để mình ta buồn cho heo hắt tim gan. Hết thật rồi sao, thôi ta xin từ ta. Cuộc tình này rồi cũng đến giờ gian. Này, này uống đi em một giọt sầu đi biển, cho ta về trong nỗi nhớ buồn tan. Xin đừng cho ta bởi sông dài ta còn mãi nơi đây. Còn đến đây là trung tâm điện tử Tam Hoa xin thân ái chào tạm biệt các quý vị ở đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại.